Hello quý em. Rồi, theo yêu cầu ha, của khách là muốn coi lại là cái động cơ như thế nào. Thì thôi thì rảnh dịp hôm nay là mùng 1 thì em cho test luôn cho nó khách coi nghe, chứ không cũng không có thiệt, nói chung là cũng không có thời gian mà lúc trước lên Tết, gần Tết là lu bu quá. Rồi cũng không có thời gian để mà làm cái view. Hôm nay thì chính thức thì em rảnh thì tiếp tục. Em yêu khoa học, em yêu khám phá. Rồi em bung ra luôn làm gì, rồi cho cái gì cho em nhận nhận lần cuối đây, chứ bây giờ là khó thì con cũng nhận. Rồi xin phép cái gì không, đây tôi view một lần nữa, cái gì view một lần cho em ấy, có kiến nha, kia đầy đủ rồi, cái kiến này cái gì không, kiến trắng nha. Rồi màu xanh có vẻ đẹp hơn màu đỏ, không biết đây đây nó hơi lạ nha. Rồi áo thì có thể mình đôn lên, mai mốt mình mua thêm cái áo mới có gì đâu, nghe áo mình chịu mấy hay sao á. Dạ. Xin phép làm cái review cho quý khán giả. Nặng lắm à, còn 5 kg á. Lúc đầu mình tưởng 3 kg nhưng mà thực tế con này cũng 5 kg. Về cũng về là 7 kg á. Về là 7 kg mấy, 7 kg. Đây, bắn rất chắc. Con này on roll, off roll là được hết nha. Chơi dạng bánh nè con. On loss, gạo lột loss ha. Rồi em xin phép test cái vô pin nha quý vị. Đây, nhớ dây đỏ, dây đen nha quý vị. Cái này nguyên tắc của nó rồi. Con không nguyên tắc từ xưa giờ rồi. Đây, bỏ lên ha. Rồi, nó kêu. Thấy không? Thấy cái kêu không? Con motor nó hoạt động, nó kêu. Đó, cái cánh quạt nó kêu. Nè, cái quạt nó hoạt động, nó kêu nè. Quý vị thấy không? Rồi. Đây, em chỉnh servo trước. Bật tín hiệu ha, chuyển đèn. Thấy không? Cái gì thấy không? Đó. Nè, thế là nhảy ha. Đấy. Nhảy. Đấy. 1, 2, 3, 4, con servo đó đó. Đây là bao nhiêu kênh rồi thì các bạn ơi, 4 kênh thì dư sức, 2 kênh đền, có bài làm kênh gì cũng được ha. Nói chung những dòng xe này là dùng 2 4 kênh là quá dư sức rồi, không có vấn đề gì đâu. Cái này chơi đèn hay đèn là do các bạn thôi, chứ thực tế là 4 kênh đó có phát hiện ra là hết pin rồi. Con này không hết pin, không kiểm tra là không biết được hay cái gì. Giờ em xin phép em mở ra, đây dòng pin nguyên thủy của nó, 3000 của nó đây. Nhìn nó cũng không 3 cell. Nhìn nó xeo xeo vậy chứ nó cũng ít. 3000 so qua làm cái theo này lớn rồi. Mình thấy nó nhỏ thôi chứ thực ra 3000 là người ta, 3000 của mình thì 3 xeo thì cũng dày nhưng mà làm ngắn. Mình cũng có 3000 nhưng mà dạng kia. Đây. Đây, em dùng cái pin pin nguyên của nó là hết pin rồi, mình đang cho sạc nha quý vị. Con lấy 3S của mình ha. 3S này là 3S 5200 quý vị. 11V rưỡi ha, vậy là 3.7 3.8 luôn. Cái này cũng đang ở mức bình quân duy trì pin ha, để không có đưa bơ. Xài đầy quá thì mình không xài 1-2 tuần là nó dễ bị cháy xeo hay là bị chết xeo ha. Cái đó là phải chú ý ha, ít quá cũng nguy hiểm. 3.7 bình quân để từ 3.8 3.9 là được rồi quý vị. 3.8 3.9V là ok rồi, cái là không dùng tới một thời gian thì nó vậy ha. Rồi mình bút thử cái con 3S riêng của mình coi. Còn cái con 3S kia thì giờ là đang sạc ha, để lâu quá không dùng tới là sạc. Con này thì bác bạn 4S thì chút nữa mình đấu thử 4S như thế nào ha. Hôm nay mình đấu, hôm nay mình không có review nữa. Mình chỉ có đấu pin để test xe cho quý vị xem ha. Nhiều khách đang còn phân vân cái vấn đề là tốc độ bao nhiêu này kia. Thực tế là mình cũng chưa có test ngoài đời như thế nào. Cũng không dám test, test ra là sợ hư bánh chạy bánh này kia. Rồi khách sẽ không mua lần phiền. Rồi. Đó. Bây giờ nó quay rồi nè. Hồi nãy là cái kia nó không lên pin nổi luôn, cái kia nó hình như có vẻ nó vô cạn rồi. Mình đang bắt tín hiệu, để ý ha, khi bắt tín hiệu đèn ha, với lại bài test coi servo trước nha. Đa số phải có giá đỡ ha, chơi 1.10 1.8 gì đó là phải có con giá đỡ ở dưới nha, để mình tránh cái trường hợp á, mình vừa bục máy lên cái là nó phóng rồi. Các bạn phải muốn chơi cái gì các bạn để lên giá đỡ hay là test trước. Các bạn thấy không, pin luôn. Nói chung là bây giờ bật là đèn chớp không chớp nữa ha.
mình để ý nha, khi nào nó báo đường tín hiệu hết pin là nó chớp liên tục, là nó ngoài bắt tín hiệu ra nó còn một chế độ là bắt tín hiệu liên tục. Con này là còn mới cho nên các bạn kiểm tra coi cơ cấu của nó và ốc đinh vít này kia có ổn đi chưa ha. Nhiều lúc ra vô sách và kiểm tra khách cái nguồn mình. Đây là dòng 3S thôi, tôi nói thôi. Tay lùi đó, một tiếng rồi đó ha. Đây mình cho các bạn coi chế độ mình đang để là trên 7 à, trên 70 nè, 90 ở mức cái dao đều 90 mình kéo hết luôn ha. Đây là canh chỉnh servo nè, canh chỉnh của nó là đây lúc này nè, không đảo chiều là pha đảo chiều ha. Mấy cái này là các bạn lên mạng YouTube và tìm hiểu về dòng Dumbo là biết rồi, dòng điều khiển Dumbo. Các bạn coi này, canh chỉnh ha, đó bạn thấy mình xe cái bánh hồng đó, mình xe cái servo không rồi đó, xong ha. Rồi sắp tới á, mấy cái dòng ốc vít đồ nó bị khô á, mình có ta mua một dòng, mình sắp tới mình nhập loại một keo loại D40 ha, loại keo D40 dòng 40mm và 100mm để các bạn có dịp chơi đó và xịt vào những con ốc để cho nó linh cảm một chút, những con chụp vít chụp đồ của nó, là chụp servo hay là những con phục nhúng của nó không có nhảy, nó bị khô xét á, là các bạn xịt cái con D40 là chuyên dụng của dòng xe rồi xe đồ này kia á. Thì các bạn mua sắp tới qua Tết rồi mình cho nhập một thùng hai thùng gì đó về bán ha, rồi các bạn có việc order lên rồi mua ha. Đây kiểm tra nha, đa số chơi thì phải kiểm tra lại ốc vít nha, dòng mới là vậy chưa có được khui cho nên các bạn phải coi ốc vít nào bị lỏng á thì phải kiểm tra lại, nó mất ốc là mình mua lại rất là phiền. Đây mình chỉnh kéo lên tốc độ ha cho các bạn coi. Rồi cái này đã đảo chiều đúng rồi, không có vấn đề sao ha. Đó là 3S thôi quý vị thấy không, 3S thôi. Đây là dòng 4S của nó, dòng 6000 ha, nó tới 4 cell nè các bạn thấy không, đây là 4 cell của nó nè, không nó rất là dày so với thằng 3S. Về kích thước cũng dài hơn một chút, nhưng về 4 cell các bạn thấy không, nó con này 3 cell 4 cell là 4S, cũng dòng xạ 40 thôi, dòng xạ tiêu chuẩn của nó là 40 thôi là được rồi. Coi nếu về vấn đề các bạn đòi nâng cấp lên con, nếu mà nâng cấp đó nâng cấp dòng ESC thôi, nếu ai có ESC để đưa ESC lên cũng được ha. ESC này con này chỉ 80A thôi, ở tầm mức tầm trung là 50-60km là cửa thôi. Ngoài cái ESC và bộ trục này ra, nâng cấp về tốc độ các bạn, đó gọi là nâng cấp về tốc độ ngoài pin ha. Ngoài pin lên 4 cell là 4 cell dòng xạ cao ha, 60-80-70 gì đó là dòng xạ cao, là cao cấp ha, là loại pin cao cấp, một thương hiệu khác nữa, những thương hiệu cao cấp nữa của dòng xạ cao cấp. Thì các bạn ngoài pin độ về tốc độ và động cơ và bộ động cơ của nó ra là 150A gì đó, tiêu chuẩn 120 đến 150A là được, ở xe của nó các bạn lên OSC 120 đến 150 là ok rồi. Đối với dòng 1.8 1.10, con động cơ con motor còn một cách nữa, còn một cách để nâng con tốc độ này, đó là chụp bánh răng nha. Nè, phải đấu một chục bánh răng riêng, có nghĩa là bạn muốn những cái tay mà chơi ăn thua á, hay là những tay đua á, họ có nhiều cách đấu về cái vấn đề về tốc độ. Tặng dịp đây mình nói sơ sơ cho các bạn biết ha, ngoài cái pin và động cơ ra và về nâng cấp về tốc độ ra, nó còn một cách để nâng cấp về chục tốc độ. Con này động cơ bánh răng càng lớn thì nó độ ma tốc càng gấp, là gia tốc thì lại tăng, có nghĩa gia tốc càng kéo to. Con bán răng to thì các bạn lên một bộ bán răng to, số răng cưa càng nhiều thì cái tốc độ nó càng cao ha. Đó là cái mẹo của những người chơi ha. Nhưng mà những này là phải chuyên, các bạn phải chuyên về vòng số đo, về vòng bán răng. Có những bán răng mình thấy nó cắp cặp luôn á bạn, chơi dạng cặp luôn á, nó đấu như thế nào mà nó đấu những cái cặp bán răng này, nó chuyển động nó hai cái này lên xuống các bạn, rất là hay. Chụp bánh răng kim loại mà nó đẩy lên, nó đẩy xuống, đẩy lên đẩy xuống theo cái dạng mà bán răng chuyển động á bạn. Cái này mình thấy qua rồi, có nghĩa là nó đánh lừa,
nó đánh lừa các bạn một con xe như vậy mà nó ra chơi với bạn, nó chơi ấy là chơi như thế nào, nó ra nó dạ mù sa mưa rồi nó chơi một dáng hai dáng, rồi cái dáng đó là 10 đồng thôi, 20 đồng thôi, nhưng mà nó, nhưng mà những tay như thế là nó nghĩ là con xe này tầm quá, rất là nguy hiểm, nó đánh tâm lý là con xe đua hai ba lần mà tất tầm quá là có kéo nhiêu thôi, chừng 50 60 là 80 là cùng, thế là nó cứ nghĩ vậy. Nhưng mà một khi mà cái giá trị của cái cá cược nó cao quá, cái giá trị lên cao quá, một cái dáng cuối cao quá thì bắt đầu nó sẽ xây trục chuyển động ha. Nó sẽ lộ ra nguyên hình của nó luôn đó quý vị. Đó là mình thấy rồi nha, những tay chơi mà ở châu Á mà những thằng mẹo như Trung Quốc đó, nó điếm lắm, nói chung là nó hiện dạng điếm, nó không có phô hết những cái gì mà nó cho bạn thấy đâu. Nó một khi mà vô dáng gọi là dáng lớn, dáng độc đắc á, là dáng cược lớn á, thì lúc đó con xe nó sẽ lộ nguyên hình luôn đó bạn, lộ nguyên hình luôn. Và dạy người chơi á, không người chuyên á, chơi về cá cược á, họ không có dạy mà đấu hết bài cho các bạn thấy đâu, họ cũng giống như là một cái kiểu là canh bạc á. Rồi mình nói sơ sơ vậy thôi, về cái đấu chuyển động động cơ là như vậy ha, về gia tốc là vậy ha. Thôi thì ai chơi ở mức này thì chơi test trước đi, ai cảm thấy 80A nó thấp quá, đối với con này khung này cắt quá thì lên 120 150A ở xe thì dạng hobby quýt gì đó, miệng làm sao các bạn đấu làm sao mà hợp bộ trục là được rồi. Còn vấn đề là trục này các bạn không có chuyên sâu thì nó nên đấu, cái đó phải am hỏi về mấy tay chuyên đó ha. Mấy tay chuyên đó thì nó có thể mình học hỏi trên mạng, học hỏi trên đâu đó thì người ta chỉ cho. Cái đó là mua về bộ đó mấy triệu bạc đó, đâu có rẻ đâu các bạn. Người ta đâu có rẻ cho bạn, người ta không có dạy gì. Nói chung người ta không có dạy gì cho bạn biết hết cái bài của người ta đâu, hiểu không? Cái bài của người ta là để ăn tiền, để chơi ra tiền, để làm ra tiền. Nhưng cho bạn thấy hết rồi làm sao mà người ta kiếm ra tiền. Cái đó là cái mẹo của người ta rồi, cái shop của người ta. Trong shop của người ta nó chơi là nó bán xe là một phần, còn những tay chơi á, họ giấu bài cũng ghê lắm. Nếu mà trong các cuộc đồ này kia á, đừng có nghĩ là chơi là giải trí, có những người không phải chơi gì giải trí, có những người mục đích gì đó là youtuber view like cam file view gì đó, youtuber view gì đó lấy like gì đó. Nhưng có những người không phải dạng đó, có những người đó, những người nó chuyên về các cuộc nó khác, một trong một nhóm đó nó sẽ cá cược con xe đó, giống như đá gà gì quý vị, đá chết con gà bắt sống con gà luôn, con xe cũng vậy. Trong những cái thế giới đó là mình cũng thấy bên Trung nó nhiều lắm à, nó lập trường ra đua không phải là đua thể thao đâu, đua chơi đâu và có giải đâu, có những cái đua, những cái trường đua mình thấy á, những cái đường đua đó họ lập ra không phải là họ cá cược đó, chứ không phải là để cho các bạn ngồi đó mà đua đâu. Bốn mét là hộp hộp cái thay pin luôn nha quý vị, 145 là vô vừa quý vị, không có vấn đề gì hết. Đây tại sao mình xài cái trục chống XT60 này, tàu hầu như những dòng cao cấp dung lượng lớn là mình chơi những dòng 4S trở đi, 8S 5S gì đó là mình thích những dòng này hơn. Và những dòng có những dòng pin là XT90 ha, tại sao người ta đấu cái đó là cái đó là có nguyên lý của nó quý vị ạ. Không có phải là khi không là tại sao người ta xài XT60 với XT90 đâu. Và những dung lượng càng pin càng lớn họ còn xài cái vách cắm càng to, cái đó là cái có nguyên lý hết á, không có phải là người ta rảnh quá người ta không, tại sao không chọn về vách tê những gì đơn giản của họ đi. Không, đây tính thấm nước lại cao lắm, tính chống nước còn cao hơn so với tính chạm mặt ngắt mặt rất là cao. Xong các bạn thấy không? À, một vấn đề nữa ha, con này á trên clip á, thì người ta nói á, là những người Tây những clip youtuber đó làm clip đó nói là 4S chơi được này kia, thì cái đó là một sự gọi là mình quá tin đi, nói chung là tin tưởng họ quá này kia là chết nha quý vị. Họ chủ yếu mục đích phương châm họ là làm review nha, cái phương hướng review với phương hướng bán hàng là khác ha. Bán hàng với review á, review á họ tạo ra cái gì đó là ảo thực chứ thực tế á nó cũng không có đúng sự thật. Họ đứng về cái thiến diện gọi là không có phải là theo mức đánh giá, mà là họ thiến diện về nghiêng về phần đánh giá luôn, họ đưa lên mức ảo luôn, các bạn hiểu không? Đây 4S đây, chẳng hạn như con 4S đi,
4S đó, thực tế dòng mình nghĩ dòng 80A không thể nào với cái động cơ không trợ tang thì đúng, động cơ không trợ tang thì lên đó, thì nó khả phiêu phiêu là 4S thì tùy con thôi, động cơ ESC mà nó có tiếp nhận được không, chứ không phải là ESC nào là cũng với không trợ tang là các bạn đều quất được 4S hết đâu. Và coi lại nhiều gốc đó, những con dởm dởm đó, như những dòng tầm trung á, các bạn quất 4S vô là nó cháy mặt là chuyện bình thường ha, ESC bị nó không có chế độ ngắt mặt đó là nó cháy là bình thường, không có vấn đề, cho nên cái này cũng phiêu lắm, đừng có tin mấy thằng tây. Mấy thằng tây nhiều lúc nó làm gì mục đích review. Đây mình đang test. Nó lên nè, ESC nó lên ha. Nó lên là có nghĩa là mình nghĩ là nó sẽ hoạt động bình thường với servo, thì đây mình mở nè. Servo. Các bạn thấy không? Đây, nó hoạt động ghê không? Nó có vẻ nó chậm hơn cái dòng này 3S của mình đó, mình cứ nghĩ là nó bị gơ nhưng mà không, không phải như các bạn nghĩ đâu. Đây 4M nó có lên đâu, các bạn thấy không, mình thử đảo chiều cho các bạn coi cũng không có lên nè, thấy chưa, đảo pha đảo chiều lên có nghĩa là nó tự ngắt luôn, con ESC này nó tự ngắt luôn, nó không thích hợp được cái con 4S này đâu, nguyên bản của nó là không thích hợp được. Tại sao là các bạn phải mua bộ độ lên là vậy, các bạn độ lên với tốc độ 80-90 hay là 100 km thì phải lên con ESC tầm. Con motor này vẫn hoạt động nha quý vị, nó vẫn hoạt động nha, bạn nhìn như vậy thôi nó vẫn ngưng, tức là con ESC này nó tự ngắt qua thì cái dòng motor này nó sẽ không qua điện đâu, nó sẽ không lên. Thì vấn đề ở đây là con ESC này thôi, các bạn muốn lên con motor này cũng được, con motor lên một bộ cũng được, các bạn tùy các bạn thôi. Cái dòng này là dòng 3670 đi, con motor này 3670 các bạn lên là 4274 cũng được, nhét lên đều lên là được hết nha. Với chụp bánh ganh thì mình nghĩ là chụp bánh ganh này 6.5 rồi, bánh răng này 6.5 nha, bánh răng trục chuyển động của nó là 6.5 ha. Đây mình thấy nó vẫn quay ha, nó vẫn quay nhưng mà nó và servo vẫn hoạt động ha, nhưng mà servo không có ăn được cái con này được. Nếu mà sau này lên con servo á, các bạn lên con 25 kg cho mình luôn, 19 kg gì đó, 20 kg đối với con này ở tầm mức đó thôi, các bạn lên cái con xịn cho mình luôn, tầm 500-600 là lên 800 triệu gì đó, con servo càng xịn càng tốt, nếu là lên nâng cấp. Đây trên bờ nguyên lý các bạn có bộ khung rồi, còn vấn đề đồ trong đó hồi nãy mình nói là chơi như thế nào, đây mình tháo ra cho các bạn coi ha, nó không ăn đâu nè, thấy chưa. Đây 3S của mình nè, mình đưa lại ha, chứng tỏ nó 4S nó không lên được, con SC này nó không chịu được cái dòng này ha. Đây lấy 3S lại ha quý vị. Tin được đâu quý vị à, nó làm mục đích là review YouTuber thôi, chứ không phải thiên về cái lĩnh vực nói có sao nói vậy ha. Hàng mình bán thì sao, mình cho khách biết cái ưu điểm và nhược điểm của nó như thế nào, cái đó mới là thật sự. Còn nói là nói phét quá nhiều quá là nói 4S chơi được cái em này kia là nó không, cái nào sao đó rõ ràng. Mình bán hàng mình tư vấn cho khách đàng hoàng, giá trị của món như thế này các bạn có thể lên thêm tầm bao nhiêu, các bạn lên một cái chế độ động cơ như thế nào. Đây mình bỏ lên nè, chỉ bật lên thôi, cái này nó đấu sẵn hết rồi, nó hoạt động lại không, đấu không? Vậy là 3S là được rồi nha, nguyên bản 3S của dòng xả bao nhiêu tùy các bạn thôi. Còn các bạn nâng cấp thì mình khuyên các bạn lên con SC này lên 120 và là lên thẳng luôn 150 là được rồi, lên chặn 150 luôn. Còn nếu là điều kiện các bạn lên một bộ này luôn, lên bánh răng càng là bánh răng thì tính sao, lên cái động cơ mô tô lớn hơn một chút nữa, khả năng cái quy lực của nó phát huy càng nhanh hơn ha. Rồi mình xin phép rồi hai rồi xong rồi đó quý vị. Là 4M không dùng được đó quý vị.